gia đình xin chào các bạn. Trong video hôm nay mình sẽ làm món bánh khoai lang nướng. Những chiếc bánh khoai lang nướng bùi bùi, nóng hổi, thơm lừng và hình dáng tròn xoe xinh xinh chắc chắn sẽ làm bạn và các bé nhỏ thích mê luôn đấy. Và nguyên liệu để làm cái món bánh khoai lang nướng này rất đơn giản. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị nguyên liệu và bắt tay vào thực hiện nhé. Nguyên liệu đầu tiên mình cần chuẩn bị đó là bột mì. Bột mì ở đây mình sử dụng 200g nha. Tiếp theo là hai quả trứng gà. Thì một quả mình sẽ dùng để quét mặt bánh và một quả mình sẽ cho vào hỗn hợp làm bánh. Nguyên liệu tiếp theo là một củ khoai lang. Một củ khoai lang này mình đã luộc chín rồi nha. Các bạn có thể luộc hay là hấp chín cũng đều được. Tiếp theo là 10g bơ nhạt, 3g men nở. Và đây là mật ong. Mật ong thì mình sẽ chỉ sử dụng khoảng 1 thìa cà phê thôi nhé. Đó là những nguyên liệu mình cần. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu thực hiện nhé. Trước tiên thì mình sẽ cho men nở ra một cái bát. Sau đó thì cho vào đây 30ml nước ấm nhé. Còn bây giờ thì mình sẽ để cho cái phần men này của mình tới khi mà nó được nhé. Khi nào phần men này nó nổi những cái váng giống như gạch cua lên, mình sẽ để khoảng chừng 10 phút. Củ khoai này thì mình sẽ gọt bỏ vỏ, sau đó thì nghiền nhuyễn phần khoai ra. Các bạn có thể dùng những chiếc môi gỗ hay là dùng tay để mình nghiền nhuyễn cái phần khoai ra nhé. Khoai này của mình rất là bở cho nên là mình bóp nhuyễn thì mình rất là dễ. Rồi bây giờ mình sẽ cho vào trong khoai lang một chút muối nhé. Tiếp đến mình sẽ cho vào đây 1 thìa cà phê mật ong và bơ nhạt. Bơ này mình đã đun chảy ra rồi, cùng với lại một quả trứng nhé. Sau đó sẽ trộn đều lên. Sau đó mình sẽ cho bột mì vào đây và tiếp tục nhồi bột nhé. Rồi bây giờ mình sẽ cho phần men nở vào và sẽ tiếp tục nhồi cho tới khi phần bột của mình nó mịn dẻo lại. Sau khi đã nhồi cho khối bột của mình nó mịn lại như này, mịn dẻo lại như này, mình sẽ bọc kín lại nhé. Mình bọc kín cho khối bột này lại và để khối bột của mình nghỉ 2 tiếng cho cái khối bột của mình nó nở gấp đôi lên, thì khi đó mình mới bắt đầu làm bánh nha. Sau khi đã để bột nghỉ đủ thời gian khoảng chừng 1 tiếng rưỡi cho tới 2 tiếng thì mình sẽ lấy khối bột ra. Mình nhào lại bột một lần nữa và sẽ chia thành những cái viên bột nhỏ để tạo hình thành những chiếc bánh nha. Đây mình có sử dụng một chút bột mì khô để làm bột áo. Sau đó thì sẽ cho khối bột ra nhào lại và cán thành miếng.
vuông miếng bột ra, sau đó thì sẽ chia thành những cái miếng vuông nho nhỏ nhé. Rồi bây giờ thì mình sẽ chia cái miếng bột của mình thành những miếng bột nhỏ. Và bây giờ mình sẽ nặn cái miếng bột thành một cái bánh hình tròn. Sau khi đã nặn bánh xong thì bây giờ mình sẽ xếp những chiếc bánh này vào trong khe nướng có lót sẵn giấy nến nhé. Mình sẽ cho vào trong khe nướng như này và sau đó thì cũng sẽ dùng màng bọc thực phẩm bọc kín cái khe bánh của mình lại để những miếng bột này nghỉ thêm 15 phút nữa. Trong thời gian chờ những miếng bột này nghỉ 15 phút thì mình sẽ bật lò trước để làm nóng lò. Mình sẽ làm nóng lò ở nhiệt độ 200 độ nha. Với quả trứng gà còn lại mình sẽ tách lấy lòng đỏ, sau đó thì cho vào đây một chút xíu nước đánh tan ra để mình quét lên bề mặt của chiếc bánh nha. Sau 15 phút để bánh nghỉ rồi, bây giờ mình sẽ quét cái hỗn hợp lòng đỏ trứng này lên bánh và đem đi nướng. Sau khi đã quét lòng đỏ trứng xong thì mình sẽ đem bánh đi nướng và mình nướng khoảng chừng 20 phút cho bánh chín vàng đều là được nhé. Đây là những chiếc bánh khoai lang của mình mới nướng xong đấy. Bánh nướng xong thì nở phồng, có màu vàng rất là đẹp này. Đặc biệt bánh rất là mềm xốp các bạn ạ. Bánh mềm xốp không hề bị cứng và thơm cái mùi bơ, mùi của khoai lang. Đây chiếc bánh bên trong mình bẻ ra này, rất là bông và xốp. Các bạn có thể làm những chiếc bánh như này để mình ăn bữa phụ nhé, rất là ngon. Chúc các bạn làm thành công với món bánh khoai lang nướng đầy độc đáo này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé.